Không phải, như tụi em chịu khó, ngày bỏ ra 15 phút thôi, tụi em ra đường không bao giờ mất 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 tiền hết á. Đây cầm gậy mấy cái biên bản này hả? Ừ, nó đội chỗ lớn này là người gà của em hay gì đó, nhìn mắt nó quen lắm, chắc chạy quá. Không biết này, hôm nay ở trong clip của Phan Châu, à không phải, hôm nay kia Thượng úy lắm. Nãy là nãy Thượng úy ông Châu chửi chửi cho trận tội giật điện thoại. Làm tí hồi sợ chạy mất dép hết rồi. Thì xong quá. Tụi em đi đúng không? Thổi lại. Cái đầu tiên là em hỏi là thổi lại với lỗi gì? Đó. Chứng minh cho em cái lỗi của em ha. À, chứng minh cái lỗi của em. Em vi phạm ở điểm nào? Chứng minh ở đây là chứng minh bằng hình ảnh. Đó. Chứ không phải là chứng minh bằng lời nói, bởi vì anh có lời nói của anh nói tôi sai, nhưng mà tôi bảo là tôi không sai, hiểu không? Được chưa? Nói là tôi sai thì anh phải chứng minh cho tôi từ hình ảnh, tức là vi phạm tốc độ hoặc lấn tuyến lấn làn thì anh phải có hình ảnh để chứng minh cho tôi sai đó. Nhưng còn anh không chứng minh được á là không không phải đâu đó. Anh nói tôi sai, anh nói bằng con mắt của anh, tôi có con mắt của tôi và tôi nói là tôi không không sai đó. Vậy anh phải chứng minh cho tôi sai để tôi nhìn thấy thực sự là tôi sai thì tôi mới tâm phục khẩu phục. Chứ còn anh cứ nói bảo anh đâu phải, anh cứ có quyền anh nói bằng người khác sai là sai đâu, không có, đừng làm vậy đó. Còn anh kiểm tra hành chính đúng không, là kiểm tra giấy tờ, là anh phải có chuyên đề, anh cho tôi xem chuyên đề, chuyên đề ngày hôm nay anh làm việc ai ký. Chứ còn cái kế hoạch làm việc theo tuần theo tháng là tôi không đồng ý, bởi vì anh đi làm ra đây là phải có lãnh đạo ký, từ ít nhất là cấp thủ trưởng, là trưởng phòng và phó giám đốc đó. Chứ đâu phải là anh đi đâu. Còn có phải nhiệm vụ hôm nay là tại cây số này, bao nhiêu đường này, tổ tuần tra công tác làm gì thì đâu. Đó. Thủ trưởng đơn vị ký vào thời điểm giờ này cả cây số đó. Cho tôi xem chuyên đề là kiểm tra hành chính, còn kiểm tra nồng độ cồn thì cũng phải có chuyên đề mới dừng xe được, chứ không phải là thích dừng là thích làm gì làm đâu, đâu không đúng nha. Đó. Khi mà em nói điều đó rồi em hỏi người ta thì em dùng điện thoại của em quay lại đó. Tôi lấy đây, người ta sẽ nói là không, ở đây không được quay và không cho quay. Và không, quyền công dân tôi được giám sát xem các anh làm có đúng không và cho mọi người thấy có đúng không, bởi vì còn có lãnh đạo của các anh xem các anh làm có đúng hay không. Nhiều khi các anh mà ra đây rồi các anh làm ở trong luật quy định rồi, nhưng mà các ông nhiều khi các ông làm không đúng, sao các ông làm sai đúng không, các ông làm mượn cái bộ quần áo mà các ông ra làm bậy. Còn nếu mà anh làm đúng thì các anh không có việc gì phải sợ cái việc mà tôi giám sát các anh cả. Em cứ làm thôi, một ngày em chỉ cần lên trên mạng xã hội em có thể đọc tìm hiểu về luật an toàn giao thông, tham gia thế nào là đúng thế nào là sai, đi biển nào đúng sai, em mới có 15 phút à, đâu có cần ngày nào em phải ngó quá nhiều đâu. Thì em đi ra đường không ai làm gì em được, đúng không? Và những cái việc mà họ đang làm việc này đúng hay sai nữa thì em sẽ biết được cái đúng hay sai, đúng không? Nếu khi em chẳng biết được là đâu đúng hay sai, cứ nhìn thấy bộ quần áo là nhìn thấy họ tít 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 lại dừng lại cho kiểm tra giấy tờ, em đi lấn tuyến, em đi sai làn, em đi
vượt tốc độ, rồi đưa giấy tờ đây, xong rồi nó phỏng ra một đống lỗi, rồi thổi cho em một đống cái mức phạt là lên bao nhiêu tiền, bắt đầu đi năn nỉ xin. Không, khi mình biết rồi không cần phải xin, tại vì các ông đang làm sai. Còn trừ khi các ông làm đúng, tôi sai, tôi chấp nhận chịu phạt. Không, tại sao em nhìn thấy là tại sao tụi anh vô, anh làm việc, anh nói chuyện được, anh gặp được. Mấy ông đâu làm gì được. Không. À, thấy không, anh vô ấy, anh em vô, họ đâu có làm nữa đâu. Hết làm, không mà anh đi tí nữa, anh em nó vô làm, bắt đầu lại làm việc đầy vậy. Không, chịu khó đi, học đi, ha. Đó là một cái cậu bé là toàn là thanh niên trẻ, là không có nắm bắt, không có hiểu được luật tham gia an toàn giao thông, rồi đi rồi bị các anh em cảnh sát giao thông thổi lại và nói rằng cái lỗi của các em là vi phạm tốc độ rồi này kia, rồi là thổi vống lên là xong mà bắt đầu là khi các bạn tham gia giao thông cứ bị thổi lại xong là nghe đến cái lỗi mình vi phạm và nói cái lỗi vi phạm đấy là vài triệu, rồi là bắt đầu năn nỉ xin, rồi xin xong bắt đầu là thương lượng bằng cách là đưa 2 triệu 3 triệu thì khỏi phạt cái lỗi ấy, giống như hôm bữa cái trường hợp ở An Sương á, ông tài xế nó kêu đi vào đường cấm phạt lỗi 4 triệu, đến khi gọi điện cho Thành ở Phan Châu nhờ giúp đỡ thì họ kêu bảo thôi mày đưa 200 đi, tôi cho mày đi đi, rồi xong ok. Thế là nghe tưởng thấy 200 ngàn á là ngon rồi, từ 4 triệu xuống 200 ngàn, rồi đưa 200 đi. Nhưng thực tế nó không phải như vậy đâu các bạn ạ. Nếu mà thực sự mà lỗi đó là đúng thì không có ai mà không có gì mà dễ dàng mà tự nhiên từ 4 triệu cái lỗi 4 triệu mà xuống 200 ngàn là kêu cho 200 ngàn uống nước rồi rồi đi đi thì có cái chuyện đó không? Lỗi nào mà tự đi chứ, tự